Ủy ban dân xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết, trưa nay 27 tháng 10, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ cháy nhà dân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sét đánh. Theo người dân lân cận, vào khoảng 12 giờ, khi trời bắt đầu chuyển mưa, nghe có tiếng sét lớn, sau đó phát hiện căn nhà ở tổ 3, ấp Kênh Chính bốc cháy. Người dân xung quanh hô hoán cùng nhau dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng. Khoảng 15 phút sau, các lực lượng trong xã Kiên Bình có mặt và cùng người dân dùng máy bơm nước chữa cháy. Sau gần 30 phút chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà không có người ở.